Ngài phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loài rau và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng. Không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri, ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ. Ta sẽ công bố những điều chính dấu từ buổi sáng tạo thế gian. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giêsu vào nhà. Các môn đồ đến thưa với Ngài: "Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùn trong đồng ruộng cho chúng con." Ngài đáp: "Người gieo giống tốt là con người. Đồng ruộng là thế gian. Giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng. Cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ." Còn như cỏ lùn bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe. Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có để mua đồng ruộng ấy. Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy. Các thiên sứ sẽ đến tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các con có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ thưa: "Dạ hiểu." Ngài phán rằng: "Vì vậy những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình." Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Giêsu rời khỏi chỗ ấy, về đến quê hương. Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: "Do đâu người này có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người này là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Mary và các em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy do đâu người này có được mọi điều ấy?" Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: "Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi." Tại đó,
Ngài không làm nhiều việc quyền năng vì sự vô tín của họ.